Thưa quý vị, trong điều kiện các siêu thị đang quá tải, việc từng bước khôi phục lại hoạt động các chợ truyền thống trên địa bàn Đà Nẵng là rất cần thiết. Ghi nhận của phóng viên thời sự trong sáng nay. Tại chợ Cồn, sáng nay có 15 tiểu thương được buôn bán các mặt hàng thiết yếu như thịt gia súc, gia cầm, hải sản, đồ khô, rau xanh, gia vị. Các tiểu thương chỉ bán hàng thông qua tổ COVID-19 cộng đồng tại địa phương, bố trí các quầy sạp bán hàng cách nhau tối thiểu 5 mét, có rào chắn và kiểm soát chặt lối ra vào cổng. Cùng với chợ Cồn, chợ hàng cũng đã hoạt động trở lại. Sáng nay, Sở Công Thương đã cho phép mở lại hoạt động của hai chợ là chợ Cồn và chợ hàng. Và cho đến ngày hôm nay thì có 11 chợ đã được hoạt động tại 6 quận. Trong thời gian đến thì tùy vào cái điều kiện dịch tễ và các tình hình diễn tiến của dịch bệnh, Sở Công Thương sẽ xem xét và cân nhắc việc khôi phục lại hoạt động của chợ đầu mối Hòa Cường và cho mở lại hoạt động chợ Đống Đa. Ngoài ra thì các quận huyện cũng đang xem xét cho khôi phục lại hoạt động của các chợ trên địa bàn trên tinh thần là phải đảm bảo cái tiêu chí về phòng chống dịch. Theo ghi nhận của chúng tôi, việc tổ chức mua bán tại chợ đều đảm bảo nghiêm ngặt các quy định phòng chống dịch của thành phố và của Bộ Y tế, được các tiểu thương và các tổ dân phố tuân thủ rất tốt dưới sự giám sát chỉ đạo trực tiếp của Sở Công Thương, quận huyện và ban quản lý các chợ. Là chợ Cồn là đảm bảo là phòng chống dịch COVID. Coi như là bạn là giãn cách ra, mỗi hàng là giãn cách 5 mét, không ai tiếp xúc với ai hết. Rồi là chỉ có bán cho cung cấp cho tổ dân phố và những cái cơ quan thôi. Chứ còn ngoài ra người dân đi mua lẻ là không bán. Họ đưa đơn là mình giao hàng, rồi bỏ tiền vô rổ. Ngoài ra là không có tiếp xúc được với mình. Chị là tổ trưởng tổ thu mua để cho thu mua cho đem về cho bà con, đảm bảo cho an sinh cho bà con. Chị thấy cái mở được cái chợ này ra là cũng tốt cho dân. Vì đảm bảo được thêm đồ hàng hóa thiết yếu cho dân. Theo đó, Chủ tịch thành phố Đà Nẵng giao Sở Công Thương chủ trì phối hợp với Ủy ban Nhân dân các quận, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn và chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc xem xét quyết định cho mở lại hoạt động các chợ cấp thành phố, đồng thời ra soát danh sách các doanh nghiệp thương mại đầu mối đăng ký hoạt động cung ứng lương thực thực phẩm, hàng hóa thiết yếu. Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện chịu hoàn toàn trách nhiệm trong việc xem xét quyết định cho mở lại hoạt động của các chợ truyền thống thuộc quận, huyện, phường, xã quản lý. Thành phố cũng cho phép các cửa hàng tạp hóa đảm bảo quy định phòng chống dịch được mở cửa trở lại. Riêng đối với cái việc cho hoạt động lại của các cửa hàng tạp hóa, thì Ủy ban Nhân dân thành phố đã có chủ trương giao cho các phường, xã tự rà soát và chịu trách nhiệm về việc mở lại hoạt động của các cửa hàng tạp hóa trên địa bàn. Và hiện nay thì các quận huyện đang khẩn trương cho rà soát để lựa chọn những cửa hàng tạp hóa có thể hoạt động được trở lại trên tinh thần là đáp ứng được cái yêu cầu về cái vị trí và các điều kiện về phòng chống dịch. Trong điều kiện các siêu thị đang quá tải, việc từng bước khôi phục lại hoạt động các chợ truyền thống và cho phép các cửa hàng tạp hóa hoạt động trở lại trên địa bàn Đà Nẵng là rất cần thiết.